Hôm qua, Armenia và Azerbaijan đã tiến hành trao đổi tù binh. Đây là bước đầu tiến tới việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bên kể từ khi các cuộc hòa đàm bị đình trệ. Ủy ban nhà nước phụ trách vấn đề tù nhân chiến tranh của Azerbaijan cho biết, nước này đã trả tự do cho 32 quân nhân Armenia, trong khi Armenia trả tự do cho 2 quân nhân Azerbaijan. Hoạt động trao đổi diễn ra tại khu vực Kazakh, biên giới hai nước. Tuần trước, Armenia và Azerbaijan đã ra tuyên bố chung, cam kết nắm bắt cơ hội lịch sử để đạt được hòa bình và thông báo trao đổi tù binh. Liên minh châu Âu, EU, Mỹ cùng các nước khác trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã hoan nghênh và gọi đây là bước đột phá. Những tuần gần đây, Armenia và Azerbaijan đều tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình nhằm khép lại hàng thập kỷ xung đột ở khu vực Nagorno-Karabakh, vùng nằm sâu trong lãnh thổ Azerbaijan, nhưng có đa số dân sinh sống là người gốc Armenia. Các cuộc đàm phán hòa bình do cộng đồng quốc tế làm trung gian trước đó đã không tạo ra bước đột phá. Dù lãnh đạo cả hai nước khi đó đều tin tưởng một hiệp định hòa bình toàn diện có thể được ký kết vào cuối năm nay, tiến trình hòa bình đã bị đình trệ sau khi Azerbaijan từ chối các cuộc gặp dưới sự trung gian của EU và Mỹ vì cáo buộc có sự thiên vị dành cho Armenia.